Huỳnh Xuân, Huỳnh Mai, Trúc Linh, Thùy Linh. Sự trở lại của hai nhà vô địch tài năng và lanh lợi. Bên tám lạng, bên nửa cân. Khách mời, nữ diễn viên hài cá tính đa tài Phương Lan sẽ phải vò đầu bứt tóc, khó xử như thế nào khi họ thử thách cùng với ai hiểu ai hơn. Còn biết đây là ai không nào? Dạ, bà Tuyết. Giỏi, chính xác. Và đây là ai? Ai ô. Nàng tiên cá. Bên đây ghi nước ngọt. Bên đây ghi cà phê sữa. Thử tài thách trí. Tài năng song sinh. Chiến thắng lần thứ hai sẽ gọi tên chị em song sinh nào? Cô quyết định là sẽ tặng 50 điểm cho tiết mục. Hãy đón xem bí ẩn song sinh tập 35, 17 giờ thứ bảy ngày 15 tháng 12 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play hoặc App Store.